hướng dẫn thiết kế hình bài đăng Facebook bằng Canva. Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Minh Phụng. Và nếu như các bạn đang cảm thấy buồn tẻ với lại những cái kiểu đăng bài thông thường ở trên Facebook, những cái status hàng ngày của mình, thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể thiết kế những cái tấm ảnh để chúng ta có thể đăng lên trên cái dòng thời gian ở Facebook của mình, để chúng ta có thể mang một luồng gió mới để tường Facebook của chúng ta trông có vẻ thú vị hơn. Thì để làm được điều này thì các bạn cần phải đăng nhập vào Canva và hãy nhớ là nâng cấp cái tài khoản Canva của mình lên tính năng Pro để chúng ta có thể sử dụng nhiều cái tính năng hơn. Và nếu như các bạn chưa biết cách nâng cấp như thế nào thì hãy xem những video trước. Mình có video của bài số 2 đó, thì mình sẽ ở trong video đó mình hướng dẫn các bạn cách nâng cấp cái tính năng Pro hoàn toàn là miễn phí. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Ở đây mình sẽ chọn cái template nè, sau đó mình chọn là Facebook Post đó. Và mình sẽ tìm những cái mẫu nó phù hợp với lại cái nội dung status của bạn đang định đăng. Bây giờ thì mình cũng sẽ đi tìm thôi. Mình cũng sẽ đi tìm coi là cái mẫu nào nó hợp với lại mình. Ok, cái hình này thấy khá là đẹp đó. Mình sẽ thử sử dụng cái mẫu này xem sao. Mình sẽ thử sử dụng cái mẫu này để mình thiết kế một cái tấm ảnh để mình đăng lên trên Facebook. Và bây giờ mình sẽ kéo cho nó to lên. Ok, và bây giờ mình sẽ upload cái hình của mình lên nè. Bây giờ mình sẽ upload cái hình của mình lên. Hình này khá đẹp. Cái hình cô gái á nó khá đẹp ha. Bây giờ mình sẽ upload cái tấm hình này lên. Không biết đưa lên là có hợp không nè. Chữ nó hơi đen đen đúng không? Bây giờ mình sẽ bắt đầu tinh chỉnh lại cái hình. Ok, như vậy là mình đã có một cái tấm hình kiểu cách một tí xíu là để đăng Facebook rồi đó các bạn. Các bạn thấy nó có đơn giản không? Rồi, tải xuống thì tải như thế nào? Mình sẽ bấm nút này. Và để mà cho cái chất lượng ảnh á, nó tốt nhất thì các bạn có thể kéo lên. Để cái chất lượng ảnh nó cao lên. Thì lúc này nó tải một cái tấm ảnh nó nặng tới vài mê lận, có nghĩa là cái tấm ảnh này chất lượng rất là cao nha. Đó, cái chữ thì rất là rõ, do cái tấm hình này của mình nó hơi mờ. Rồi, mình xem là còn có mẫu nào khác nữa không. Cái mẫu này rất là đẹp luôn ha. Đây, marketing đây. Mình sẽ lại lấy cái ảnh hồi nãy mình thay qua coi như thế nào. Đó, có nghĩa là như vậy là chúng ta có thể là tùy biến thoải mái, tùy chỉnh để chúng ta có được những cái ảnh Facebook đẹp. Thì tùy vào nhu cầu của các bạn thì các bạn có thể thiết kế làm sao cho mình một cái tấm ảnh ưng ý nhất để chúng ta có thể đăng lên trên Facebook, để cái tường của Facebook của chúng ta nó sẽ có một cái luồng gió mới.
Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video clip tiếp theo. Và nếu như các bạn cảm thấy video này có ý nghĩa thì hãy bấm vào nút đăng ký và bấm luôn vào cái hình quả chuông để chúng ta có thể gặp lại nhau ở những video kế tiếp. Bây giờ thì chào tạm biệt.